VNTH NHTHITV. Nè, cứu cạn ở nha các bạn. Rồi xây hai cái dốc này luôn. Ủa, cái người cũng muốn éo rồi. Mà biết không đi chỗ nào trời. Để đi dưới cây. Cái sổ biết bà để đâu nè, cái cầu thang nè, hồi sáng mình xây nè các bạn, tô đó hả? Ừ. Còn tô giá gạch nữa. Dán cái đường hướng trước. Đã ta kêu rồi, đừng có chọt chọt rồi. Không có, ai đặt lại cái đá chọt cái cây sắt đó. Phải không? Cái gì nữa? Mày đi đi coi. Lâu giờ trời, gắn vô giờ tắt hết đường luôn trời. Nó không ngủ mười chiếc nổ, còn em này là mà nghèo thì chứ. Mày lấy chiếc mở coi. Sớm đụng mua ghi cho tay rồi. Tại gì vậy? Mấy ông thợ cũng dán gạch xong hết trơn nha các bạn. Thì mình đi chét ron nha các bạn. Chét ron là chét theo những cái lằn kẽ như thế này này. Mình chét cái ron trắng vô. Mình cho cát rồi nó nổi lên nha các bạn. Nó dơ, chét cái này là nó không có nổi cát lên được nha các bạn. Này biết nhiêu năm chưa? Cắt cái nhà mới 3 năm. 7 năm rồi. Chứ nó ngồi mới làm rồi. Sao ta? Nghe cái chổng quét dài ra luôn mà lù luôn cái bộ. Rồi bếp bà. Phần bột giòn mình quậy xong nha các bạn, bắt đầu chét. Mình chét mình cạo lần ron này cho nó ấy nha các bạn. Rồi luôn ngon luôn. Đây này các bạn, chét các bạn gì nè. Cảo lần này con mấy con.
sợ cậu, cậu thấy ghét không ảnh thấy. Làm gì vậy cô Ly? Chịu nha các bạn. Chịu rồi các bạn ơi, mình sắp đi về. Cái nhà này mình tát coi. Không có. Nhà này là mình hoàn thành có khoảng là 75% rồi nha các bạn. Làm gì cô Ly? Múc giá. Múc giá hả? Chào các cô Ly. Là trời tất. Làm gì cô Ly? Dọc hồ cứ làm gì? Dọc chơi vậy hả? Dạ. Nói nghe nè, mấy trời hồ còn lấy nha, để đầu vô này trà giùm luôn đi, trời hồ mình dưới kìa. Mày nói đi. Đi làm nha các bạn, sáng đi làm. Xe không có chơi. Nó nhìn tử tế đó. Xe. Cú thằng trời. Chạy qua mới nãy chạy tê tê bằng cái ô, mấy cái nhà qua bờ mà không biết bắt mà.
ba độ xin lên này, nội vô đứng ngoài quá là làm qua cái phần kia rồi nữa rồi cái thiên lên. Mới Hoàng Anh nó đốt thuốc nó lại không đệ. Lại đệ nha các bạn. Hôm nay giờ ổng lên trên nhà mới các bạn. Lại ổng cho ổng thuốc cơm tại ơi. Nếu lại ổng cho ổng độ làm ăn khá giả nha các bạn. Cho một thuốc hé ru. Cho ổng cỡ sư tử đi chơi. Rồi đi. Không có tắm là dùng cái này cái cho gọi luôn nó xong. Đã biết sao ổng là biết ổng người Việt hay người nước ngoài mình thấy giá gì hai tiếng nó mới ổng mới nghe được nghe bạn. Bây giờ mình quét các bạn, giờ mình lên nhà mới rồi. Bữa nay mình chỉ chỉnh chu làm phòng này này kia cửa sổ rồi ngày qua mình làm rồi các bạn. Mình là được 75% là còn được khoảng 25% là chỉnh chu nhà cửa này kia cho đẹp đẽ là được ăn Tết nha. Dạ, hỏi ơn, chỉnh chu. Ê đi. Chu mỏ gì? Đây nha các bạn, cửa buồn mình làm được nhiêu rồi. Trên cho các bạn xem. Bạn chào các bạn. Hello. Hello. Vô giọng kêu bạn đi.
Đồng bằng không? Có nghe như vậy nó tính lên. Chào các ơi. Hello các ơi. Đây ông cậu mình đang đang xây chặn nước rồi nha bạn. Mưa gió này kia nó có nước thì có nước thì má. Có nước thì nó cũng không đổ vô trong cái nền trong mình sắp sửa đổ bê tông nha bạn. Hai ông này thì đang làm vách rừng đựng hàng, mình làm khung khung gì mình hàng cho thôi nha bạn. Ông thợ Nguyễn Văn Cà Chớn. Làm gì thế? Máy còn lớn còn đưa cái áo luôn đó. Ai đã chở thì thôi. Giúp chở nữa là chở đi. Mặt nhát. Nhát xíu nữa là đi chầu. Cái ông Nguyễn Văn Cà Chớn nha bạn, ngày qua đi về chút xíu nữa bị xe hung rồi bạn. Cố động gì cũng nói được chứ trời. Gì chứ không trả sao rút được, rút vít mà. Cái con vít nó có sao không? Cameraman nha bạn. Cái nhà này đặc biệt mình làm 2 tầng nhưng mà mình đổ ở trên luôn mà mình không xài dĩ sắt nha các bạn. Mình chỉ chơi xà gồ với dán như thế này thôi. Đây các bạn. Cái này là mình xài từng chế là nó mình không có làm dĩ sắt nha các bạn. Giờ này bà chủ nhà bác kêu lên ăn cơm rồi các bạn ơi. Mình cái phần này nữa là mình dừng vách này xong là mình đổ bê tông, đổ cát, đổ bê tông lên nữa là xong nha các bạn. Ở dưới mình không lót gạch. Phan như bảy, phan hàng như bảy. Thì vậy rồi. Sao bắn lên nổi ra hàng chứ? Đâu, đừng có cởi. Bén rồi, bắn cho nó cong cái cây lên nó mới chịu cứng. Bén rồi. Hả? Ông kiếm cây xà beng mà ông quay hơn trong trống. Ông quay mày quay gì tình á. Thờ, ghê không? Đây là mầm chim hẹp mà. Ừ. Lên, để rồi. Ông Nguyễn Văn Cà Chớn này còn một biệt tài nữa nha các bạn, đóng hòm. Wow. Xây kinh tỉnh rồi cho người ta. Cái này trao được anh Tư. Cái gài hàng nặng không ạ? Kìa. Không thích gì đã không? Để bắn đầu lên chút mới được. Rồi luôn. Kéo tủ tiền ra. Gãy làm hai rồi bắt đầu ba đền. Nó kéo tủ tiền được không à? Anh tưởng nó nhẹ. Cái nhà này mình chiều dài nhiêu mét cậu? Trước ra sau. Từ trước ra sau. Cái nhà này của bà dì của mình là tính luôn cái sân ngoài trước ra tới ngoài sau bếp nha các bạn. Là 2
20 ngoài hết nha các bạn. Bề ngang này chừng 8 mét cậu. Bề ngang 5 mét nha các bạn. Cái tầng trên thì ngày qua mình đã làm xong hết rồi, khép buồn này kia rồi đã xong hết rồi. Bây giờ làm cái tầng dưới nữa là mình về xong là chỉ về là ăn Tết nha bạn. Ngày mai là bắt đầu rước ông bà rồi. Cái nhà này thì làm chỉ có 6 người thôi, 2 cu ly, 4 thợ, 1 ông thợ hàng, 2 ông thợ xây, ông thợ phá. Hơn nửa tháng không cậu? Làm từ hồi bữa mấy ta? Làm bữa mùng 6, bữa nay 27 rồi đó. Cái tên nhiều. Làm cả nhà bữa mùng 6 là... Bữa nay là 27 rồi các bạn ơi. Cứ khá ngồi thôi. Nhưng mà... Ông cu ly kia thì lúc có lúc không. Còn mình với mấy ông này thì trực chiến 4-2-4 nha bạn. Chịu không mềm rồi, la giống việc mình. Cái dàn nóng với cái dàn đà này là toàn bộ là 20 thôi nha các bạn. Sắt thì 114 10 sắp 14, 10, 10 gì? 12 hả? 14, 12. 14. Sắp 14 nữa bà. Sắt trụ 12, sắt đà 14. Ba con cái nữa hả? Sắt trụ thì 12 mà sắt đà thì 14 nè các bạn. Sà gồ là 38. Sà gồ 38, dán thì phần 6. Cái này đáng lý và những cái vách như thế này thì mình sẽ xây 10 lên luôn nha các bạn, nhưng mà chính quyền. Cái chính quyền người ta không cho, tại vì mình ta nói mình lên nhà cấp 4 là người ta không cho, người ta sẽ phạt nha các bạn, cho nên mình phải dựng thiết như thế này.